mình đang làm game về game Helltown và có một cái comment chính là mình hãy hướng dẫn làm thế nào mình có thể đạt được 1 triệu dân số. Thì thứ nhất, nguyên nhân tất cả chính là do mình enjoy con game này, chứ phải nói thật là con game này nó không có cái chuyện kiểu như MVP hoặc là pha clutch hoặc là cái gì đó đâu. À nhầm, có pha clutch, vài pha clutch đó hơi hơi ảo mà Canada. Và game này chỉ không có clutch đâu, nó chỉ có trigger thôi, chính là về cái fire station. Anh em bắt buộc là phải cho tất cả một xanh hết, bởi vì cái fire station nó rất là điêu. Và đây cũng là lý do vì sao mình phải cắt cái này hơi nhiều cái xíu. Thì mình không phải, và phải nói anh em luôn là mình không phải cứ phay primary scaling là mình có thể đạt được đâu. Anh em phải ở cái phần demon, anh em phải chú trọng cái phần demon, bởi vì là anh em xem mà dân không cần thì nó càng sẽ coi như vô dụng. Và lâu khi của mình, anh em không nên xây stock, mà anh em nên xây tự nhiên. Anh em nên xây tự nhiên. Và do mình không có xây commercial tự nhiên cho nên là dân không cần. Cho nên là cứ đập. Đấy. Ok. Thì và anh em hãy nghĩ đi, để đạt có chịu hay nhờ. Cũng quấn đâu cả. Oh no. Để đạt được 1 triệu dân số nó không dễ đâu. Anh em phải xây cỡ 100 tòa nhà Primary Scaling. Và anh em nghĩ nó dễ ư? Anh em phải có cái, anh em phải kết nối với đường, anh em phải cung cấp nó đủ thứ. Và hơn nữa là dân có cần, vấn đề dân có cần hay không. Xây một thứ mà dân không cần thì nó càng ngày càng vô dụng. Anh em không chỉ phải cung cấp kiểu như là đáp ứng đâu, anh em phải đủ để cung cấp nó nữa. Vậy cho nên là mặc dù là nó không có giống như thực tế, nhưng nó rất hiểu sao, nó không có thực tế hoàn toàn, nhưng nó cũng, nhưng mà anh em có thể tưởng tượng được cái độ khó của việc mà kiểu như là những người mà người kiến trúc sư rồi đấy. Không phải mà người ta không phải nhưng mà nếu như vậy thì nó quá đơn giản rồi. Và anh em có thể, và nên là thôi, và không phải anh em phải cứ phải dành ra khoảng 458 năm trong Helltown mới đạt đâu.
hoặc là phải dành ra tận 5 số kính mới đạt đâu. Quan trọng nhất là anh em phải enjoy con game thì anh em mới đạt, thì anh em mới có thể đạt được. Vậy nên những điều cơ bản làm thế nào mình có thể đạt được chính là, thứ nhất là mình cần nhờ, thứ nhất thì chắc có lẽ mình đã nói nhiều lần rồi không có nói được. Điều thứ hai chính là nhập rất kinh, và thứ ba chính là những thứ mà mình muốn. Và ngay từ khi đầu mình đã muốn đạt được 1 triệu dân số khi mà game đang lưu thì nó ghi là you may reach 1 million population, bạn có thể đạt được 1 triệu dân số, thì mình đã xác định được cột mốc mình muốn đạt chính là 1 triệu dân số rồi. Và bây giờ cột mốc mình đã đạt được rồi, mình đã cảm thấy sắc kiểu như là cảm thấy rất là vui khi mà mình đã đạt được rồi. Và nếu như mình, và người nhà có một câu chính là nếu như họ làm được thì bạn cũng có thể làm được. Có nhiều người ta cũng có đạt được 2,5 triệu, 1 triệu hoặc là chỉ là cả 100 triệu luôn, hoặc là cả 1 triệu luôn. Nói chung kiến hai lâu cũng đầy cổ, cố gắng mài sắc có này nên kim. Video thì có nhiêu đây thôi. Nếu anh em video này hãy cho video một like, hãy và hãy share video cho bạn bè, và để mình có thêm động lực sau những ngày mà mình quẩy nha. Và hãy ấn subscribe để có mình để mình đỡ lười hơn nữa. Bye anh em, chúc anh em một ngày tốt lành.